Cuộc thi Open Robohood năm 2020 do hai khoa toán cơ tin học và khoa vật lý đồng tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới chào mừng 65 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngày 4 tháng 6 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2183 TC thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trải qua 64 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, đi qua những dấu son lịch sử mà mãi mãi các thế hệ sinh viên không bao giờ quên, cuộc thi Open Robohood 2020 mang chủ đề Phát huy truyền thống, tự tin hội nhập sẽ tái hiện lại những dấu son lịch sử của HUST thông qua phần thi của các đội chơi. Robot của các đội chơi sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ tương ứng với các mốc lịch sử đáng nhớ của nhà trường. Hết thời gian thi đấu, đội nào giành được nhiều điểm hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Luật chơi được mô tả như sau. Về sân thi đấu, có kích thước 2 x 4,5m, gồm các nhiệm vụ tương ứng với các mốc lịch sử của nhà trường. Sân có hai phần cho robot tự động và robot bằng tay. Về robot thi đấu và nhiệm vụ, các đội chơi gồm robot tự động và robot điều khiển bằng tay, chỉ một robot điều khiển bằng tay, không hạn chế robot tự động. Toàn bộ robot phải được đặt trong khu xuất phát của mình. Robot thực hiện nhiệm vụ tương ứng với mốc 1956, thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội bằng việc lấy bóng ở khu vực tiếp bóng và đưa vào giỏ cao 30 cm, hoàn thành được 2 điểm. Robot thực hiện nhiệm vụ tương ứng với mốc 1993, thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội bằng việc lấy bóng ở khu vực tiếp bóng và đưa vào giỏ cao 60 m, hoàn thành được 3 điểm. Robot thực hiện nhiệm vụ tương ứng với mốc 2017, đánh dấu hòa nhập mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, viết tắt là AUN, bằng việc mở cánh cửa hội nhập trên đường đi của robot tự động. Khi robot tự động vượt qua cánh cửa và lên đỉnh dốc 15 độ, thì phất cao cờ hiệu báo hiệu như quá trình hội nhập quốc tế thành công của thầy và trò. Trận đấu kết thúc sau 3 phút, đội nào có số điểm cao hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Chiến thắng tuyệt đối là khi robot của đội đó thực hiện việc hội nhập trước. Về đặc điểm của robot, nguồn điện cung cấp cho robot không được vượt quá 24V, có kích thước khi xuất phát không quá 30 x 30 x 30cm. Sau khi khởi động xong, robot có thể thay đổi hình dạng, kích thước nhưng không vượt quá 30 x 30 x 30cm mỗi phần. Trong quá trình hoạt động, các đội được phép khởi động lại robot tự động 3 lần sau khi trọng tài giám sát trận đấu cho phép. Không hạn chế số lượng đối với robot tự động, nhưng chỉ duy nhất một robot bằng tay phải được điều khiển không dây. Sóng RF, Bluetooth, hồng ngoại. Kế hoạch thực hiện. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian đăng ký: bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 dưới các hình thức sau. Đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký qua email. Thời gian training từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2020. Thời gian thi vòng loại dự kiến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Vòng chung kết dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.